trong gió dường như có tiếng thì thầm khuyên rằng em quên đi hay sống tiếp cuộc đời tại em. sao mình lại đến nơi này em trôi từ mây mặc cho sớm mai trôi đến nơi nào em như người lạc loài ngủ mơ Xin lỗi Cuối cùng thì giấc mộng của chúng ta Cũng đã tàn rồi dân, Chẳng sao đong đếm cho vừa Giờ cần làm anh sao Nếu tay cho em vượt qua và em biết sẽ hối tiếc, biết sẽ lãng phí, nhưng chẳng thể quên đi Vì ai cho em tương lai, cho em ngày mai khi quá khứ nỗi đau quá dài Ngừng ôm ấp những đau đớn, em sẽ tha thứ Kỷ niệm đích thực là gì? Có phải là một đời sống khác Trong một thế giới không còn thuộc về mình nữa không? Thái à Lại ăn chút gì đi con Dạ Ba ở bệnh mà biết con như vậy Ông sẽ lo lắm đó <laughs> cuộc sống lúc nào cũng đặt ra cho mình những lựa chọn tàn nhẫn giữa hai cái phải chọn một thì chỉ có thể chọn cái nào ít tàn nhẫn một chút thôi con à cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình cảm ơn mẹ mẹ lúc nào cũng ở bên con con là con của mẹ mà mẹ không lo cho con thì lo cho ai mẹ không ở bên con thường xuyên thì con phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình nha Dạ Thôi con qua ăn đi con Dạ <laughs> Nhìn ngon quá Mày lúc nào cũng thương con nhất uhm. <laughs> ha, Thơm thiệt Con qua bên đó Ráng giữ gìn sức khỏe nha con Nếu có buồn á thì gọi về cho ba mẹ Dạ con biết rồi Ở đâu á rồi cũng quen thôi con Biết đâu con qua bảnh một thời gian Rồi con không muốn quay về với ba mẹ nữa không chừng <laughs> Nè con Con ờ, Dạ Ráng nguyên hoa cho sớm rồi về với ba mẹ nha con Dạ Cái bà này Con nó đi du học Chứ có đi đâu đâu mà bà nói chuyện gì đâu không à Ba mẹ cứ yên tâm đi Con biết mình phải làm gì mà ừ. thôi cũng sắp tới giờ bay rồi ba mẹ về đi ba biết rồi con qua bên đó phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình đừng để bị ốm đau nghe con dạ con nói như sức khỏe nha con dạ nhớ nha nhớ điện gì cho ba mẹ nha con Tới giờ rồi Vô trong đi con Ôi con đi nha à, không, không. Thôi Mình về đi bà Em đi bên đây hãy cứ nghĩ chuyện của mình như một giấc mơ em sẽ quên tất cả sau một giấc ngủ dài quên cả anh rồi ờ, ờ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô, ờ, tôi không tôi có không ý, ý đâu, được rồi, tôi xin lỗi. Lỗi. Anh sao vậy? Thiệt kệ quá <laughs> Anh hai An Nó tới rồi kìa <laughs> Anh hai Anh hai Anh hai có mua quà cho em không? Cái con này Anh con đi công tác đó, chứ có phải qua bển chơi đâu Và đòi quà cáp một lát nữa anh hai sẽ đưa cho nha Yes, anh hai là giúp yes. Con ơi, bữa nay á, Nhã Thùy bỏ hết công việc để đi đón con nè Sao con không chào tiếng đi Chào anh, tặng anh Em hãy là bạn gái của anh nha <laughs> ừ. ờ đồng, ý. Ờ đồng ý, đồng ý, đồng ý. đi, nhận đi. Ờ xin lỗi anh ừ. Em xin lỗi mọi người, em về trước Ủa? Chúc ban sinh nhật vui vẻ Chị kia ừ. Cảm ơn em Cầm cho mình hai à, Để à. em giúp anh Đây là chuyện của tôi Nhưng mà em muốn giúp anh mà Đó là chuyện của cô Anh hai anh hai để em giúp cho <laughs> Anh em nó vậy đó Còn cứ để hai anh em nó tự làm với nhau đi Dạ Ờ, à, Mình về thôi anh bác ừ. tài đang đợi mình ngoài xe đó ờ vậy là mình về chung hả ờ ừ. à. con uh, đang đợi một người bạn chút nữa sẽ về sau mọi người cứ về trước đi ờ à, bác thôi uh, mình cứ về trước đi để còn chuẩn bị bữa tiệc đón chào anh an nữa chứ ờ con nói bác mới nhớ thôi mình về trước đi con anh vậy hai con? em đi với anh hai nha không được em cũng về luôn đi à. đi 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 cô lên xe đi đi chung với tôi nè tại sao phải đi chung với anh vì uh, tôi thấy cô đứng đây có một mình đó là chuyện của tôi tôi thấy trời mưa sắp tới rồi đó cô không nhớ sài gòn đang là mùa mưa sao nè cô mau lên xe đi nếu không trời mưa bây giờ đó lên đi không biết anh hai mua gì cho mình ta nè con lớn rồi chứ phải còn nít đâu mà tối ngày cái đòi quà phải chi á con được một nửa của anh hai con á thì mẹ cũng mừng á bác à bình nó còn nhỏ mà hồi lúc mà con làm sinh viên á con cũng chưa bình vậy đó vô tư lắm nghĩ lại thì thời sinh viên là vui nhất đúng không bình vui hay không sao em biết được nè dù sao á chị thùy cũng lớn tuổi hơn con ăn nói cho đàng hoàng một chút đi hỏi một chút là mẹ la mẹ chửi con vậy sao con khá nổi mẹ la con á là cho con nên người con thấy chị thùy không lúc nào cũng ăn nói mềm mỏng dễ nghe con á nên học hỏi chị đi mẹ lúc nào cũng chị thùy chị thùy sao mẹ không nhận chị thùy làm con luôn đi à, cái con này ba mẹ của chị á định cư ở mỹ hết rồi nên lúc nào chị cũng ước gì mình có một người mẹ như mẹ của em vậy đó Cũng nhờ có bác ở gần con mà con đỡ nhớ gia đình nhiều hơn. Thì con coi bác như người mẹ thứ hai của con vậy đó. Ba mẹ con cũng có phước lắm đó. Mới sinh được đứa con gái xinh đẹp mà lại giỏi giang nữa. Bác này, bác khen con hoài ạ. À, làm con ngại quá. Nhiều lúc con cũng ganh tị với anh An, với Bình lắm đó. Có gì đâu. Khi nào con cảm thấy buồn, nhớ nhà, con cứ qua nhà bác chơi. Cửa nhà bác lúc nào cũng rộng mở để đón con hết á Dạ con cảm ơn bác À đúng rồi Hay là hôm nay nhà mình đi ăn ở ngoài nhà hàng Để chúc mừng anh An về nước nha bác <laughs> Con không mới đi đâu nha Con ở nhà với bà nội Con đang cố chứng tỏ mình đó hả Đừng cứ dùng cách trẻ con như vậy Hồi xưa hả Nếu mà mẹ sanh chỉ có một mình anh hai con á Thì đỡ biết mấy <laughs> Con à Nhà mình á có nấu tiệc rồi Mình phải về nhà Còn bà nội với ba thằng ăn nữa Dạ bác nói làm sao con nghe vậy à <laughs> chàng diễn viên ca sĩ điển trai giành liên tiếp hai giải cánh diều vàng. Thật trùng hợp, khi bộ phim điện ảnh Chớp mắt và phim truyền hình Ánh chớp số phận có sự tham gia của diễn viên ca sĩ Duy Thái, đều nhận được giải thưởng cánh diều vàng năm nay cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ủa mẹ, ừ. mẹ tới hồi nào vậy? Sao con báo con biết? Mẹ có công chuyện đi ngang Tiện đường ghé thăm con luôn Sẵn mẹ mua cho con ít trái cây mà con thích <laughs> Mẹ không muốn con trưởng thành sao? Cứ lo cho con như con nít vậy <laughs> Hôm nay con không đi diễn sao? Dạ không, hôm nay con nghỉ Cho nên tranh thủ tập thêm mấy động tác võ thuật Sắp tới con tham gia bộ bộ phim Hành động không có người đóng thế sao con? Mẹ à, mẹ có biết là có biết bao nhiêu người muốn đóng vai này không? Với lại, con muốn thử sức của mình. Đóng đinh một kiểu nhân vật, sẽ làm khán giả chán mình mất. Có phải là con muốn làm mới vai diễn của mình? Hay chỉ là cái cớ để con quên? Không phải mẹ từng nói. Nếu phải lựa chọn giữa hai sự tàn nhẫn thì mình cố gắng lựa chọn điều ít tàn dẫn hơn sao đó là khi con không còn sự lựa chọn nào khác cũng đã hai năm rồi mà con con không thể quên bé dương sao con làm lại từ đầu đi con tại sao con phải làm lại từ đầu khi con đã có một người mẹ tuyệt vời con có danh vọng nè có được sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người mẹ không nói chuyện đó dù con có là ai đi chăng nữa thì con cũng cần phải có một mái ấm riêng. Con muốn ở hòa với ba mẹ mà. Ừ. Con đừng có né tránh. Tuổi xuân cũng như là gió thoảng thôi. Trời qua lúc nào ta sẽ không hay. Con mà không nhanh á thì sẽ không kịp đâu. Kịp làm gì hả mẹ? Nhanh để làm gì? Có ai đang chờ mình không? Ờ, để em giúp anh à... Đây là chuyện của tôi Nhưng mà em muốn giúp anh mà Sao cô ta lại thay đổi nhanh quá vậy ta Cô ấy tính đem mình ra làm trò đùa sao Dạ xin lỗi, anh chị về địa chỉ nào vậy Ờ Ờ, nhà cô ở đâu vậy Ờ Ừ. Anh cứ cho tôi dừng Ở ngã tư phía trước là được rồi Rồi Từ nãy đến giờ Cũng không nói một tiếng cảm ơn mình nữa chứ Ờ Cảm ơn anh Đã cho tôi đi nhờ xe Ờ à... Không có gì đâu coi như là Tôi xin lỗi cô Chuyện lúc nãy ở sân bay Sao mẹ không báo cho con chứ Ba con nói Là để cho con yên tâm học đâu có ngờ ông lại tại sao lại như vậy chứ bà còn trước giờ làm ăn rất đàng hoàng làm sao có thể trốn thuế được từ lúc lấy ba con đến giờ mẹ chỉ lo làm nội trợ mẹ đâu có biết công việc của ba con đâu đến khi công an vô việc điều tra thì mới dở lỡ ra như vậy con tin đâu không tin đâu <laughs> mẹ mẹ bị sao vậy mẹ không sao không sao đâu con con đúng là một đứa con bất hiếu không được nhìn mặt ba lần cuối mà lại không ở cạnh trong lúc mẹ bị bệnh nữa con đừng tự trách mình nữa tất cả đều là số phận Ông trời Bắt mẹ chịu như vậy Thì mẹ phải chịu thôi Chắc tại kiếp trước Mẹ gieo nợ nhiều quá Cho nên kiếp này Mẹ phải trả thôi Rồi Không có ai chăm sóc mẹ hả Có gì út con Mấy bữa nay Dì Út về quê coi giường tược, Chắc nay mai dì lại lên đó. Gặp con Chắc gì Út mừng lắm đó Mới ngày nào Bà Nhã Thụy còn thẳng thần tự chối hai Lạnh lùng với hai Thậm chí hả còn ngó lơ hai luôn á Vậy mà bây giờ Thay đổi 180 độ Tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời mà sao em ơi, mà sao em ơi không ôm nổi trái tim một con người. À. À. Hay, quá. Hay, quá. À, hay quá, hay quá Tặng bóng. Liền. Tặng anh hai nè. Này. Này, cảm ơn. <laughs> Này, cảm ơn, tặng cho cái bóng. Em, em đây đây đây, tặng ca sĩ. Cảm ơn. Trời hay quá. Tôi về chỗ đi ha. <laughs> hay, cảm ơn à, rất nhiều. Về chỗ. <laughs> Vô đi, vô rồi đi. xong phần hát là phải không à. Một Hai, hai ba, thơ, thơ, thơ. ba Vô cay quá má ơi An Bình Ai kêu muốn rượu vậy Gì vậy Em đã 18 tuổi rồi chứ bộ má gì cũng không được Tuổi em lấy chồng được luôn <laughs> Chính xác vô. vô Nè Ráng nha Chứ đừng coi như anh hai của em Gần ba chục tuổi rồi mà chưa có mối tình chắc dai nữa Rượu còn không biết uống nữa Ê, <laughs> Nhìn chán phẹo Ai nói là tôi không biết uống rượu Anh An, anh biết uống rượu hồi nào Anh nhớ lần trước tụi mình đi công tác không ờ. Anh uống quá trời, còn ói nữa Em phải đưa anh về đó Anh đừng có cố nha Bèo, Bèo. Vô <cười> vô <cười> ừ. Em lo cho chanh hả Uh, tôi uh, xin cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây ừ. mừng sinh nhật của tôi nhiều lần tôi luôn tự hỏi bản thân của mình ngoài gia đình ra tôi còn có điều gì vui vẻ bên cạnh ai không và có sự tồn tại của một ai đó làm tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn tôi đã tìm được câu trả lời khi tôi gặp cô ấy ồ ai 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 mỗi ngày tôi đều nghĩ tới cổ thấy cổ vui thì tôi cũng vui thấy cổ buồn tôi cũng buồn nữa yêu rồi vô có lẽ là tôi đã thích cổ qua đây qua đây qua ừ. đây <laughs> ờ. Cho nên... Ừ. cho nên cho nên cho ừ. nên uống rượu luôn kìa. Cái nó cho nó lấy tự tin đi. Cho nên là nhân dịp sinh nhật này, tôi muốn tôi muốn bày tỏ với cậu là Hy vọng là sự tồn tại của tôi Cũng có ý nghĩa với cậu Anh chắc là Anh chắc chắn là Anh không ngộ nhận tình cảm của mình đâu Chắc là Chắc là Chắc là anh ấy, Chắc là anh Anh thích em thiệt rồi Em hãy là bạn gái của anh nha <laughs> Ừ đi. Đồng ý. ừ đi Đồng ý Đồng ý Đồng ý Ừ đi Nhận đi, ừ. Ừ đi. Ừ đi. Anh An à Anh là em hơi bất ngờ đó <laughs> ừ. Em nghĩ là Sự tồn tại của bất kỳ ai trên đời này Cũng có ý nghĩa với một người nào đó ừ. Nhưng mà Quan trọng đó là ý nghĩa gì ừ. Sự tồn tại của anh Cũng có ý nghĩa với em <laughs> Nhưng mà Ý nghĩa đó không thể nào biến thành tình yêu được ừ. Ừ. Nhưng mà anh thích em thiệt mà đó là quyền tự do của anh vậy tại sao em vẫn đối xử tốt với anh đi chơi với anh nữa em đối xử như vậy với tất cả mọi người vậy... anh có gì không tốt chứ anh bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào cũng như trẻ con hết vậy anh đâu có tu kém ai đâu đúng anh là một đối thủ nặng ký đó nhất là chơi bập bên thì chắc sẽ không ai thắng anh được đâu ừ. cảm ơn anh và xin lỗi anh ừ. em xin lỗi mọi người em về trước ủa chúc anh sinh nhật vui vẻ à, chị kia chị kia chị kia đứng lại chị kia nè tèo tèo, 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 tèo 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 Hai Hai Hả Nãy giờ không nghe em nói gì hết hả? Ừ. Uh, ừ. Uh, có quà cho em nè. Đâu? Cho em cho em đi. Cảm ơn anh Hai. <laughs> Hai, lẻ xuống cơm ừ. nha. Anh biết rồi. <laughs> lúc bị tạm giam trong tù Ba con chắc là không còn cách giải quyết Cho nên Ông mới tự tử Sao lại ra nông nổi này hả ba Không có ba Nhà mình trúng trải lắm Con với mẹ Bi phải làm sao hả ba Con à mọi chuyện đã qua hết rồi con ba con sống khôn khắc riêng sẽ phù hộ cho mẹ con mình mà con <laughs> mẹ yên tâm đi từ nay con sẽ thay ba làm trụ cột gia đình uhm. Hồi nãy Dì Út đợi hai mẹ con con có lâu không Người ta nói á Đợi chờ á có nhanh cách mấy cũng lâu à Mà gì cũng đâu có điện thoại đâu Mà điện cho mẹ con Làm sốt ruột muốn chết luôn vậy à Con với má con mà về trễ một chút á Là gì kêu xe ôm chở tới ông bú rồi đó chứ Sao phải đến Bình ông bú vậy gì Chứ má bay á Không nói gì sao Dạ không gì Người ta nói á Phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí mà hồi ba bay á Có bị gì đâu Ông vừa điên cái Là bà phát hiện ung thư Vì nói sao Mẹ con Bị ung thư Ừ Bởi vậy á Vì dì dưới quê Người ta chỉ cho bài thuốc nè Vì nhờ người ta ghi lại giấy Rồi tính kiếm chỗ Bóc thuốc cho má bay uống Sao giờ gì mới nói cho con biết Ung thư là phải mổ Chứ không thể uống thuốc lung tung như vậy được Ngày mai con sẽ đưa mẹ con đi khám bệnh Để con mổ kịp thời nữa Mà con có biết mổ tốn nhiều tiền không con Chứ gì á Quanh năm giường tược Lấy đâu ra số tiền lớn mà để giúp má con đây chứ không cần phải lo Còn công ty của ba con nữa mà Ủa Chứ vậy sao má bay nói với gì á Công ty thua lỗ Giờ còn đang nợ ngân hàng nữa Căn nhà này nghe đâu Chuẩn bị ngân hàng phát mãi rồi mà Dì nói thật hả Thì Thì vì nghe má bay nói như vậy Mẹ Mẹ định chưa được một mình đến khi nào nữa Mẹ không cần cách nào khác hết con không Cô sẽ lo được Mẹ yên tâm đi Mẹ phải mổ Mẹ phải mổ mới mau hết bệnh được Ai có ngờ Tiền kiếp mà hậu hôn vậy Ông trời á Bày ra chi mấy cái trò trớ trêu vậy Công ty bồ sắp đầu tư dự án lớn hả À Thì ra là vậy Ừ Lĩnh vực này đang hot Ừ hay quá cảm ơn bồ nhiều nha Mình biết rồi bye bye Chuẩn bị chúng bánh nữa hả đến thời điểm này thì những quyết định của em chưa bao giờ sai em có biết là có bao nhiêu người phá sản thậm chí tự tử vì đầu tư chứng khoán hay không em không giống những người đó em xác định rõ là em chơi vì mục đích gì không phải vì tiền hết sao kiếm tiền từ chứng khoán chỉ là phương tiện để em làm mục đích khác thôi em định làm gì nữa gia đình thùy dương đã ra nông nổi đó rồi em còn muốn gì nữa anh nghĩ là một mình em có thể làm cho công ty của ông ta phá sản hả và bị công an sờ gáy nữa tất cả là tại ông ta thôi từ ban đầu làm ăn bất chính thì chắc chắn sẽ có ngày hôm nay chẳng qua là em chỉ thêm một chút tác động nhỏ để chuyện này đến sớm hơn thôi nhưng vợ con ông ta đâu có tội hình như là anh còn yêu cô ta nhiều lắm đúng không chuyện của anh anh yên tâm đi em không bao giờ ra tay với những người không liên quan nhưng mà nếu ai cản đường em thì em đành phải xin lỗi và loại họ ra thôi vậy ai sẽ là người tiếp theo để em loại đây đó là chuyện của em em không làm gì anh vẫn lo cho em được mà anh nghĩ là người ta sẽ coi trọng những người đàn bà ăn bám hả em là em của anh anh phải có trách nhiệm Sao gọi là ăn bám Mà chẳng phải Em đã trả thuộc xong rồi sao Đã tan nát hết rồi sao Và rốt cuộc Em có hơn gì ngày xưa không Ba mẹ có sống lại hay không Anh không cần dạy khôn em Em làm bất cứ điều gì Cũng có lý do của nó Vậy em hạnh phúc không Nếu đạt được mục đích Thùy Em đang ở giai đoạn đẹp nhất của người con gái Em phải tận hưởng cuộc sống Phải yêu đương và dạ, hẹn hò em quan tâm tới những chuyện như những cô gái bình thường khác không được xa thôi anh đừng cố biến em thành một đứa con gái vô dụng nữa được không thôi em về đây thôi rồi có ngày em sẽ hối hận đâu kệ em Dạ, yeah, dạ, yeah, bắt đầu nha Ờ à, à. hai ba chứ 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 okay. không phải nội phải nhảy theo con nè nhảy theo dạ. con hả vậy nha à. đánh cái mông vậy nè tay bên kia tay bên kia nội Ở nội chút dạ hai ba chú 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 yeah yeah không phải nó phải nhảy theo con nè đá chân lên phải đá chân lên dạ yeah, đúng rồi đó rồi phải nhảy theo con đi thôi 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 dẹp 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 ôi cha nào 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 mỏi mỏi, mỏi chân lắm mỏi chân lắm trời ơi hai vợ cháu đập nhảy hả không có được ăn bình ơi cho anh con ăn một chút đi không được đâu nội chút xíu. xíu mà nội nội không biết là con cực khổ biết bao nhiêu để có được cho anh hai một thân hình lý tưởng vậy à, ông nội <laughs> nội biết không con phải lên mạng á con nghiên cứu kinh nghiệm giảm cân của sao hàng nè con tổng hợp lại nè con chọn lọc nè rồi con mới đưa cho ảnh à. những công thức tập luyện ăn uống à. <laughs> công đầu là thuộc về con <laughs> Ồ ờ, quá nữa Hôm nay anh hai tập được mấy tiếng vậy? Ừ, hai Mấy tiếng? Ờ Một rưỡi <laughs> Lần cuối Ba mươi phút Trời ơi Đó, nội, nội thấy chưa nội Công sức của con sắp đổ xong đổ biển luôn rồi đó Nè, Mấy người đừng có thấy ai kia hả? Ra chiều săn đón mấy người. Rồi mấy người lơ là tập luyện nha. Ai à, à, ai ai săn đón ai? <laughs> dạ không có đâu nội. Trời ơi, tới chừng nào bà mới có cháu cố bà bồng đây? Nội, đơn phương thôi nội ơi. Là đứa nào? Nói, nói nội nghe coi. Đứa nào? À xinh đẹp à. giỏi giang ừ chỉ có điều là hay giả nai à. trời nội em con nó đang kể chuyện phim á không có đâu nội Sế? nội nội ẩm con của anh hai con á thì hơi lâu á ừ. thôi nội đợi ẩm em bé của con đi cho lẹ <laughs> cái con này nha <laughs> dạ? tào lao không à biết gì mà nói nè hai qua đây để đánh em á hả Thôi hai đứa, hai cái đứa này Nội nói nghe nè Tụi con hai đứa thương yêu ai á nội cũng ủng hộ hết á Cái quan trọng là có yêu thương thiệt lòng hay không Và sống với nhau có hạnh phúc không đã Nội, ừ. vậy chắc hồi xưa nội ép ba con cưới mẹ con phải không? Ừ Hỏi một chút là hai người cãi nhau à Ừ mẹ của con á yêu ba con lắm nhưng mà tính mẹ con á nó hơi ghen cho nên á nhiều lúc á nó cũng làm buồn lòng ba con vì vậy mà gia đình thỉnh thoảng cũng lộn xộn nội ơi vậy? sau này mà con lấy chồng á hả con nhất định không ghen nói thì hay lắm yêu đi á rồi biết bác nghe nè con alo bác hả trời ơi con sợ là gọi lúc này làm phá giấc ngủ của bác còn sớm mà bác chưa có ngủ à con ơi bác đang thoa kem hũ kem mà con tặng cho bác đó dạ con cũng tính gọi để nhắc bác thoa kem đó loại kem này tốt lắm đó mẹ con gửi từ bên mỹ về và bác đẹp sẵn rồi chỉ cần thoa vô thôi là y như do em bé ừ cảm ơn con nhiều nha à con ơi cho bác gửi lời hỏi thăm ba mẹ con Trời ơi có gì đâu bác. Ba mẹ con nói là chỉ cần có người thương con như con ruột là mừng lắm rồi. Còn <laughs> khéo nói quá. Dạ, thôi con không làm phiền bác nữa. Chú bác ngủ ngon nha. Ừ, thôi con cũng ngủ sớm đi. Dạ, con chào bác. À. <laughs> Coi bộ bài với con bé Nhã Thùy gì đó. Tình thương mến thương quá ha ừ. Con gái đẹp thì tôi gặp nhiều Chứ vừa đẹp Vừa khéo léo lại vừa giỏi giang Như nhỏ này á là hiếm đó ông Cô ta còn xinh đẹp Giỏi giang, khéo léo Nếu mà thường xuyên tặng quà cho bà hoài phải không Ông này Ông lại mà tôi mê ba cái thứ quà cáp nó dữ lắm mẹ Chỉ là tôi quý nó hiền hậu Lễ phép Có nghĩa có tình thôi <laughs> Ông ơi Ông thấy con Thủy nó làm sao hmm. Xinh đẹp Khéo léo Giỏi giang Cái ông này Tôi hỏi thiệt Ông nói làm nhung nói móc gì đó À Ông thấy tôi nhắm nó cho thằng An nhà mình được không 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 Mà sao không Vợ thằng An Là một cô gái khác Không phải cô bé này Thùy Dương à Gì ừ. Dương Dạ Dì tính vậy Hay là ngày mai dì về quê Kêu người bán miếng đất hương quả Rồi lấy tiền Đưa cho mẹ con đi mổ Con thấy làm sao Không được đâu dì Miếng đất đó là ngoại để lại cho dì Mình còn phải thờ của ông bà Đâu thể bán được gì Chứ mẹ bay như vậy Mà về không giúp được thì Dì yên tâm đi Hồi còn sống Ba con có rất nhiều người bạn tốt Có gì con sẽ nhờ họ giúp đỡ Với lại Con còn bàn tay mà Sợ gì không làm được Ở đời này Có ai giúp mình không gì bao giờ đâu con Ở dưới quê Người ta còn có tình có nghĩa Chứ ở trên này Ta nói Mỗi người ở một nhà Kính cổng cao tường có bài gì á, trời cứu. Dù sao thì con cũng sẽ cố gắng hết sức. Con cần gì giúp gì không con? Không cần đâu gì. Con chỉ sắp xếp đồ đạc lại cho gọn thôi. Nè con, qua bệnh á rồi có yêu ai khác chưa? Con á, đừng có để lỡ dở đời con gái nghe không con? Chuyện gì rồi, thời gian trôi qua cũng sẽ quên thôi. Mà bây giờ. Con cũng không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện yêu đương nữa. Mà <laughs> có khi á là con sẽ bắt trước gì ở như vậy để chăm sóc ngoại. Tầm bảy tầm ba bả, hả? bay á thấy kết cục đó ra làm sao? Nhờ ngoại mất, á cứ mình ơn lũ tuổi đi ra đi vô. Bây giờ còn khỏe khoắn làm lụng, chưa già rồi thì ruộng đất cũng bỏ không hả? Lúc đó cũng không biết làm gì để giết thời gian nữa. Dù sao, cũng phải có một người chồng, một đứa con, cũng vẫn tốt hơn chứ con. Chắc là để thuận theo tự nhiên thôi dì ơi. Hồng nhan đa trưng mà. Dì ấy, chỉ hy vọng có ai đó giúp mẹ con của con vượt qua cái khó khăn này thôi. Con mời nội ăn à, Cảm ơn con Con mời chú ừ. Sao mà mấy đứa nhỏ Giờ này chưa thấy xuống ăn kìa Vậy yeah. à Dạ Con lên kêu tụi nó xuống coi Hay là nó ngủ quên hết rồi Dạ con đi nha nội Mẹ ơi con mới kêu tụi nó rồi ừ. Nó sắp xuống rồi đó Ờ à, vậy dạ. hả Ông Bữa nay người ta chưa giao báo hay sao mà ông đọc báo cũ vậy Tôi đọc rồi Nhi ơi mau lên Mấy đứa nhỏ sắp xuống ăn sáng rồi đó con Dạ sắp xong rồi cô Phạt giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công bằng 30 tháng tù giam về tội trốn thuế như vậy là sao